Úi trời, anh Toàn ơi, em thề với anh luôn nhá, từ giờ đến cuối năm không có cái dự án nào hay bằng Biển Hồ Village luôn. Ơi giời, lần trước chú dỗi ấy, mọi người đang chờ cái video đầy đủ chi tiết kia kìa. Ấy, nóng thế. Thế cái dự án Biển Hồ Village là như nào nhỉ? Dỗi rồi. Ok, em làm luôn. Mọi người cùng theo dõi nhá, xem có cái gì thú vị không. Dự án Biển Hồ Village là một loại hình nhánh của bất động sản nông nghiệp đa dụng được tôi đặt tên là nhà vườn du lịch. Vậy nên nội dung của video này tôi sẽ giới thiệu dự án dựa trên góc nhìn chuyên môn về bất động sản nông nghiệp đa dụng nhé. Tại sao lại lựa chọn Pleiku? Tây Nguyên nói chung còn rất hoang sơ và quyến rũ. Vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ của núi lửa là vùng phát triển nông nghiệp tốt nhất ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Tây Nguyên còn có đủ yếu tố thuận lợi để phát triển mô hình trung chuyển và kết nối giữa bất động sản với nông nghiệp và du lịch, đưa du lịch vào với nông nghiệp dựa trên các nền tảng của mô hình bất động sản. Còn Pleiku trước giờ cũng được ví như miền đất thơ của miền cao nguyên rồi. Nằm ở độ cao 600 tới 800 m so với mực nước biển, vùng đất Pleiku sở hữu dạng khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm, rất phù hợp để khách tới tham quan và nghỉ dưỡng. Có rất nhiều các khu du lịch nổi tiếng như núi lửa Chư Đăng Gia, biển hồ Tơ Nưng, đồi chè, hàng thông trăm tuổi, đồi cỏ hồng vân vân, nhưng vẫn còn rất hoang sơ và còn vô cùng nhiều dư địa để phát triển. Hạ tầng giao thông thuận lợi. Thành phố Pleiku là trung tâm phát triển nhất của tỉnh Gia Lai. Được công nhận là đô thị loại 1 năm 2020, Gia Lai nói chung và Pleiku nói riêng có những lợi thế về địa lý rất nổi bật. Là trung tâm khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia, cửa ngõ của cả vùng Tây Nguyên rộng lớn kết hợp với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Những con đường huyết mạch vô cùng quan trọng phải kể đến như quốc lộ 14 xuyên suốt tới thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 25 đi Phú Yên, quốc lộ 19 nối cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với cảng Quy Nhơn. Còn một hạ tầng cũng rất quan trọng nữa là sân bay Pleiku kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Những đặc trưng khác biệt của văn hóa và bản sắc. Ngoài những tầng lịch sử văn hóa phong phú, Pleiku còn có một đặc trưng rất là thú vị. Nổi tiếng với các anh hào giàu có và chịu chơi nhất nhì Việt Nam, siêu xe và các thú chơi xa xỉ thì không cần phải bàn nữa rồi. Cộng đồng người Việt Kiều gốc Gia Lai ở Mỹ cũng rất đông và giàu có. Lượng Kiều hối đổ về hàng năm luôn đứng top của cả nước. Chẳng trách mà nhu cầu hưởng thụ của người dân thành phố cực kỳ cao. Những quán cà phê ven đô, khu cắm trại hay nhà vườn được người dân đón nhận và trải nghiệm rất rất nhiều. Tổng kết lại 5 ưu thế của Pleiku trên thị trường: quỹ đất dồi dào, hạ tầng giao thông thuận lợi, cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, quy hoạch phát triển với tầm nhìn xa, rất phù hợp phát triển các ngành mới như bất động sản nông nghiệp đa dụng, du lịch sinh thái, v.v. Chi tiết về dự án Biển Hồ Village. Định vị sản phẩm: Biển Hồ Village là mô hình nhà vườn du lịch kết hợp với lưu trú và F&B. Chủ sở hữu vừa có một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa có được một nguồn thu nhập từ chính ngôi nhà của mình, mua một mà có tới tận 3 giá trị. Để ở, căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng, tận hưởng, khai thác nông nghiệp, kinh doanh lưu trú du lịch. Chủ nhân có thể tự khai thác nông nghiệp hoặc kinh doanh du lịch theo ý của mình, hoặc tham gia chương trình ủy quyền vận hành do Big Agri thu mua bao tiêu sản phẩm nông nghiệp và sành homestay khai thác vận hành lưu trú. Vị trí: nằm trong địa giới của thành phố Pleiku, kề sát phần biển hồ mở rộng, nằm sát con đường du lịch chính từ thành phố đi lên núi lửa Chư Đăng Gia, một trong những nơi buộc phải tới của khách du lịch khi mà đặt chân tới Gia Lai. Cách sân bay Pleiku 15 phút di chuyển, cách trung tâm thành phố 25 phút. Một vị trí quá tuyệt vời cho mô hình nhà vườn du lịch, có một chốn bình yên nhưng vẫn gần gũi với những tiện ích phố thị. Ngoài ra còn có một hệ liên kết vùng cực kỳ đa dạng và khác biệt. Cơ cấu sản phẩm: 30 căn nhà được thiết kế theo phong cách nhà vườn du lịch đặc trưng, diện tích đất từ 300 tới 400 mét vuông tùy từng vị trí, mật độ xây dựng là khoảng 25%, nằm trong khu đất đấu giá Tiên Sơn, thì hiển nhiên là các bất động sản tại Biển Hồ Village sẽ có sổ hồng riêng và sang tên ngay. Tiện ích khác biệt: đã bao giờ quý vị và các bạn được trải nghiệm một nhà hàng đa phong cách chưa? Chư Đăng Gia Restaurant là tên của nhà hàng này. Mời quý vị và các bạn nghe người thiết kế ra nó chia sẻ về sự khác biệt này nhé. Sư Huynh chia sẻ thêm đôi điều về cái nhà hàng ấy đi. Lần đầu tiên trong cái xã hội này có một cái nhà hàng mà nó có hai phong cách. Nhưng mà cái hay nhất của cái khu này là nó là một cái khu check-in. Anh đặt tên cho nó là vườn hoa mặt trời. Đây này, khu tròn tròn này này. Vườn hoa mặt trời. Ok. Và cái trọng tâm của nó chính là một ngôi sao 10 cánh tượng trưng mặt trời đang tỏa ánh nắng. Ui giời, đây là biểu tượng hoa văn trên trống đồng Tây Nguyên. Mục đích đầu tiên là để tối đa hóa cái trải nghiệm của khách hàng. Và mục đích thứ hai, anh muốn kết nối hai cái
bản sắc văn hóa lại với nhau. Ví dụ như nhìn trên cái mặt bằng này nhá, anh sẽ giữa hai khu này anh sẽ có một lối đi chung và có hai cái cổng check in. Cổng anh sẽ trồng hoa, dàn hoa, và anh đặt tên cho hai cổng này là, một là cái cổng này là cổng trời Tây Nguyên, còn cái cổng ở đầu vào là cổng trời Tây Bắc, để mà kết nối giữa khu Tây Bắc và Tây Nguyên với nhau. Ui, tức là có qua có lại. Mặt tiền vào của cái khu nhà hàng cà phê này thì anh sẽ có một bên, anh sẽ đặt nó là vườn hoa sắc màu Tây Nguyên, còn bên này là vườn hoa sắc màu Tây Bắc. Chúng ta cùng chờ đón những cái điểm check in phải nói là tuyệt vời. Một vườn nông sản hữu cơ vừa phục vụ sản xuất xuất khẩu, vừa làm dịch vụ trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Một vườn cảnh quan khai thác dịch vụ check in, chụp ảnh, thuê trang phục dân tộc và bán quà lưu niệm. Và tất nhiên là những tiện ích này đều nằm gọn trong hệ sinh thái của Bixi Group. Chúng tôi đã và đang khai thác rất hiệu quả tại Tây Bắc. Trên đây là toàn bộ thông tin về dự án Biển Hồ Village, bao gồm cả những tư duy sáng tạo của chúng tôi khi làm lên dự án này. Nếu quý vị và các bạn quan tâm về dự án, hãy liên hệ ngay với Bixi Land để nhận được những tư vấn chi tiết hơn nhé. Thân mến, chào quý vị và các bạn.